giả thân mến, ngày hôm nay khu vực phía Đông Bắc Bộ, trong đó có thủ đô Hà Nội, buổi sáng sẽ có mưa nhỏ, nhưng đến trưa chiều sẽ có những khoảng tạnh ráo và nhiệt độ cao nhất vào khoảng 22 đến 26 độ. Phía Tây Bắc Bộ thì sẽ có mưa rào, riêng Điện Biên Phủ và Lai Châu sẽ có những điểm mưa vừa mưa to. Khu vực Nam Bộ ban ngày sẽ có nắng và thậm chí khá nóng vào giữa trưa khi nhiệt độ tăng cao 33 đến 34 độ. Về chiều tối thì sẽ lại xuất hiện mưa rông, bạn nên cẩn trọng nhé. Chúc các bạn ngày mới thật là nhiều niềm vui.